Tháng 6, 2022, giá Bitcoin lên hay xuống? Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Đây là một cái chart của Bitcoin Dominance, là cái phần trăm Bitcoin chiếm trong cộng đồng tiền điện tử. Thì ngay bây giờ, trước đây mình cũng đã làm những cái video giải thích, bất cứ lúc nào Bitcoin dominant nó đi lên, đúng không, thì tất cả những cái đồng khác nó sẽ đi xuống. Và đây vừa rồi nó lên tới 47%, và tương lai này mình đã nói đi nói lại rồi, nó sẽ lên tới 60%. Nhưng ngay bây giờ nó đang đi xuống lại chút xíu. Thì bất cứ lúc nào mà Bitcoin giá nó rẻ, đúng không, thì người ta nhảy vô, người ta mua, thì cái phần trăm sẽ cao hơn, nó chiếm của cộng đồng tiền điện tử. Và ngay bây giờ nó đang xuống lại chút xíu, thì đơn giản trong cái cộng đồng tiền điện tử và cái những cái người đầu tư cho tiền điện tử, bất cứ lúc nào người ta rót tiền vào Bitcoin thì những cái đồng kia nó sẽ đi xuống bớt, ok, hoặc lúc mà người ta rót vô tiền altcoin nhiều hơn thì cái dominance của Bitcoin nó sẽ đi xuống, đơn giản là vậy. Thì ngay bây giờ cái dominance nó vừa phá, nó lên rất cao tới 47%, và bây giờ nó đang kéo xuống lại còn 45%. Thì bởi vì vậy là mình biết là người ta đang rót vào tiền những cái đồng khác. Đây cũng một cái chart rất là quen thuộc mà mình đã đi lại rất là nhiều video về cái này rồi, là cái US Dollar Index. Cái điểm vừa rồi nó phá vỡ hết tất cả những lịch sử của tiền đô la so với những cái tiền khác trên thế giới, và ngay bây giờ là nó đang đi xuống lại, sang xuống lại. Lúc mà tiền đô la nó bay thì Bitcoin nó rớt, nghe, cái đó là mình dựa theo lịch sử thôi. Mà ngay bây giờ tiền đô la nó đang rớt thì có nghĩa Bitcoin nó sẽ đi lên, đơn giản là vậy. Và mình dựa cái này là mình dựa theo data của quá khứ để mình khẳng định. Cái trò kế tiếp này là US 100 Index. Thì thường thành Bitcoin đi theo cái US 100 Index, những cái tech stock. Thì ngay bây giờ những tech stock đang đi lên, là đang đi lại đó, người ta đang rót tiền vô lại, đúng không? Thì thường thường chừng nào mà người ta rót tiền vô lại cái US 100 này, nếu mà người ta nó đi lên nha, những cái stock nó đi lên thì thằng Bitcoin nó đi theo. Đi theo. Cái này cũng dựa theo quá khứ thôi, dựa theo data của quá khứ. Mình không thể khẳng định được là tương lai nó sẽ lặp lại quá khứ 100%, nhưng cái phần trăm nhiều của nó thường thường là nó lặp lại. Đây cũng như vậy, là cái này là SP 500, nó cũng giống như thế. Và ngay bây giờ nó mới quay đầu rồi. Bạn đã thấy cái này là một tuần, mỗi chiếc candle màu đỏ là một tuần, và trước đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái candle màu đỏ, đúng không? Thì thằng Bitcoin thường thường nó đi theo cái này, nó đi theo cái SP 500 này. Và nó đã rớt xuống 7 tuần và bây giờ nó mới nhớp lên màu xanh, đúng không? Thì thằng Bitcoin nó cũng giống như vậy, thằng Bitcoin nó sẽ đi theo giống như vậy, nhưng mà hơi chậm hơn chút xíu. Đây là Bitcoin, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nó đã có 9 tuần rớt, mà chưa bao giờ trong lịch sử của nó có 9 tuần liền rớt. Cái mức độ rớt cao nhất trong nhiều nhất là 6 tuần là nó đã quay đầu rồi, và bây giờ nó đã rớt tới 9 tuần rồi, và bây giờ nó đang chớp màu xanh. Có nghĩa rằng cái hướng của nó đó, có nghĩa là nó đang đổi hướng rồi đó. Có nghĩa là biết bữa đó là đang downtrend, nó đang đi đau, và nó đang tới cái điểm đáy của nó ổn định, và nó chuẩn bị chạy lên. Ok, chạy lên á, theo mình suy đoán thì cái này dựa theo quá khứ và chuẩn bị. Những cái slide sau đây mình sẽ khẳng định cho bạn cái suy hướng Bitcoin nó sẽ đi như thế nào trong cái tháng 6 này. Trong cái tháng 6 này thôi nha, mình không nói về tương lai. Thì bây giờ đang chớp và nó có hướng đi lên. Đây là một cái chart nói về cái sự sợ hãi
và sự tham lam, đúng không? Và ngay bây giờ là bạn nhìn theo cái chart, cái đường màu đỏ đó, cái sự thở hạ sợ hãi quá cao, thì bất cứ lúc nào một cái sự sợ hãi quá cao có nghĩa là giá nó quá rẻ và nó đang bị trong cái bear market, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ quay đầu, nó sẽ quay đầu. Mình đi hết lại tương lai tới rất là xa, là cái ngay bây giờ là cái điểm sợ hãi rất cao, và nó sẽ quay đầu. Và lúc mà có sợ hãi trong thị trường thì lúc đó mới là lúc để đầu tư. Đây là một cái chart, đây là mình khẳng định lại cái quá khứ của nó. Bạn có thể thấy bất cứ lúc nào cũng vậy đó, lúc là cái downtrend nó thường thường nó chớp xuống một chút xíu, đúng không? Rớt 30%, xong cái mọi người là sợ quá, đúng không? Là tưởng là đấy rồi, rớt xuống 30% mà ok, cơ hội mà nhảy vô mua rẻ mà. Nhưng thường thường á, nó rớt thêm nữa và nó đã lặp đi lặp lại 2 lần trong quá khứ rồi. Bạn có thể nhìn bên màn hình bên trái, lúc đầu nó rớt, đúng không? Và mình có thể thấy là quá khứ là mình dùng data mà đo lường, lúc nó rớt đầu tiên 30%, người ta FOMO vô, người ta mua tại vì nghe như nó đang rẻ quá mà, đúng không? Nhảy vô mua. Rồi không chỉ vậy, qua ngày mai nó rớt thêm 30-40% nữa. Và cái câu chuyện đó đã lặp đi lặp lại 1 lần, 2 lần rồi, và ngay bây giờ mình đang trong cái lần thứ ba. Thì nó mới sập xuống có 1 lần à. Cái downtrend này ngay bây giờ nó mới sập xuống có 1 lần à. Để mình đo lường nó mới 1 lần à. Là tương lai, cái này là dùng data để đo lường. Tương lai là trong tháng 6 này, nghe, trong tháng 6 này nó sẽ bay. Nó sẽ bay lên, cũng như trong quá khứ thôi, nó sẽ bay lên một chút xíu. Mà nó bay lên với cái tầm khoảng mình có thể suy đoán cao nhất là 42.000. Từ 37 tới 42.000. Đúng không? Rồi sau đó trong tháng 6 nó sẽ bay, và cả cuối tháng 6 hay là đầu tháng 7 nó sẽ sập xuống thêm một lần nữa. Nó sập xuống xong một lần nữa, nó đi ngang một thời gian rồi lúc đó nó mới phá vỡ điểm đỉnh cũ của nó. Cái này là mình dùng data để mình đo lường, nghe, là mình dùng quá khứ. Mà thường thường quá khứ nó thường thường là nó lặp đi lặp lại, cũng giống như con người của mình, đúng không? Nó lúc mình làm sai một cái gì đó, không phải là mình ngồi đó mình nghiền ra là để lần sau mình tránh nó hoàn toàn 100%, nhưng mà thường mình lặp đi lặp lại. Thì cái market nó cũng giống vậy, ok, khó mà thay đổi con người, mà khó mà thay đổi market. Thì đây, ok, khẳng định lại một lần nữa, và đây mình không nói mình tài giỏi gì hết, mình cũng giống như bạn thôi, nhưng mà mình dùng data để đo lường. Trước đây có những cái video mình nói là nó lên xuống như thế nào, mà mình, và tại vì mình đi lại những video là mình dùng những cái data đó để mình đầu tư cho chính bản thân mình mà, đúng không? Thì là mình vừa những cái video vừa rồi mình làm cho bạn thì cực kỳ chính xác, mình không khen mình nhưng mà cực kỳ chính xác. Bởi không phải là chỉ mình, mà mình có những cái người thầy bậc cao, mình học của họ, người ta đưa thông tin cho mình để đầu tư. Bởi vì vậy, mình có thể khẳng định là ngay bây giờ chuẩn bị nó sẽ đi lên trong tháng 6 này. Bắt đầu tháng 6 nó sẽ đi lên, trong một lần lại, từ 37.000 cho tới 42.000, đúng không? Sau đó nó sẽ sập. Ok, thì không giống như vậy thôi nè, đó bằng nhìn cái màn hình này các bạn có thể xác định được 2018. Bạn đi từng cái vòng tròn mình đã quanh lại cho bạn rồi đó. Bạn thấy nó đi lên, nó chớp lên chút xíu không? Đúng không? Rồi nó chớp lên thì cao, xong nó rớt xuống. Ok, nó rớt xuống á, đó là lúc đó là mọi người thấy là đang rẻ mà, nó 40-50% rồi đó, nhảy vô mua. Rồi qua ngày mai nó rớt xuống thêm 40-50% nữa, đúng không? Thì mình muốn đợi cái 40-50% nữa là mình đang suy đoán vào khoảng tháng 7 trôi đi, có thể là giữa tháng 7 trôi thêm là nó rớt xuống nữa, thì cái đó mới là cái đáy kế tiếp nhảy vô mua. Vô mua thì cái này cái bạn có thể xác định nó đi giống nhau như y hệt, mà bạn nhìn ở bên trái và bên phải bạn có thể so sánh với nhau, nó không khác gì nhau hết, nó trên lên một tháng với nhau. Bạn đi lại quá khứ,
hồi lâu á là tháng 6 thì bây giờ là tháng 5. Hồi lâu mà nó sập á, nó bay lên chút xíu là tháng 7 thì bây giờ là tháng 6, là cái nghi gì mình đang nói là tháng 6 22 này nó sẽ bay lên. Cái xu hướng nó bay lên rất cao. Nghe. Rồi nó sẽ sập. Nó sập. Thì mình tên là Đan Nguyễn, tới từ Tiền Academy, kinh nghiệm đầu tư tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.